Hello, kính chào cô chú anh chị, mình là My. Welcome back to Sức Khỏe Health Tips. Mình là Tâm, hôm nay mình có mấy câu chuyện mình muốn kể cho anh chị nghe. Video hôm nay mình nói về safety box trong nhà băng, cách thoát hiểm trong xe. Một chuyện nữa là hai vợ chồng đứng tên trong một cái checking account, mà nếu một trong hai người qua đời thì nhà băng freeze cái account, không có lấy tiền ra được. Và chuyện dính líu tới Elon Musk với lại mẹ của Elon Musk, với lại nói về sự an toàn của xe điện mở cửa như thế nào đó này nọ. Chuyện thứ nhất là dính líu tới Elon Musk. Là cô chú anh chị có biết là mẹ của Elon Musk là rất là nổi tiếng, tên là May Musk, thì xuất xứ ở South Africa đó. Bà hồi xưa bà là model rất là đẹp, bây giờ cũng còn làm model chút chút, nhưng mà đại khái là suy rất là nổi tiếng về người viết sách về dietitian. Dietitian là mấy người mà chuyên về đồ ăn mà ăn cho tốt rồi vậy đó, giống như ai muốn xuống cân lên cân làm cho tốt cho sức khỏe thì she là người viết sách nói về cái đó. Nhưng mà cái nghề chính của her là she là người mẫu rất là đẹp, tướng rất là sang. Nhưng mà câu chuyện mình muốn nói là dính líu tới người Việt Nam mình. May Musk là mẹ của Elon Musk, rất là thân với em, hai người rất là thân với nhau. Thì có một người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt tên là Ryan Mack, đẻ ở Cali, sinh sống đại khái là người lớn lên ở nước Mỹ. Thì anh là người reporter, tất nhiên là làm nhà báo cho hãng New York Times. Cái New York Times thì cô chú anh chị biết là rất là nổi tiếng. Thì anh là chuyên môn viết những cái bài về những cái người mà về technology, về những cái gì mà mới rồi này nọ, nó rất là nổi tiếng. Thì anh viết với một cái cách nhìn nó giống như là hơi chỉ trích một chút, giống như là nếu mà người ta làm cái gì không tốt thì anh sẽ cho mình biết, đúng không? Thì anh chuẩn bị, anh làm một cái bài viết về Elon Musk. Tại vì sau cái vụ ông Trump ứng cử rồi Elon Musk bên hướng ông Trump rồi vậy đó, thì người này muốn viết một cái bài nói về những cái chuyện đó hay gì đó. Nhưng mà người này chưa có viết xong, đang chuẩn bị viết thôi, thì là mẹ của Elon Musk á, nghe được anh này viết cái bài, mà cái anh này là chuyên môn viết bài chỉ trích người này người nọ lắm, không phải là ông Elon Musk không, mà ai cái cách viết của anh á, là với một cái nhìn giống như hơi nghiêm trọng hơn là bình thường. Mẹ của Elon Musk á, mới lên Twitter, bây giờ gọi là X, lên mới đăng một câu nói là anh này chuẩn bị chỉ trích con của bà. Rồi nói là cái câu này mới là nghe nó nhột nhạt với người Việt của mình, là nói là sadly he's Vietnamese descendant, American Vietnamese descendant. Tự nhiên thì bà có quyền chê bai cái anh này nếu anh này viết văn không có hay, hay là viết cái kiểu cách mà bà không thích, thì that's ok, không sao. Mà she lại chơi thêm cái câu rất là buồn là anh này là người Mỹ gốc Việt. Tự nhiên cái đề là người nghĩ rất là buồn là tại vì anh này người Mỹ gốc Việt. Tại sao có cái gốc Việt trong đó, tại sao là buồn vậy đó. Thì bà đăng lên, thì dĩ nhiên là những cái người mà nổi tiếng thời bây giờ, người ta đăng cái gì lên đó, là người khác chụp cái hình đó liền, đâu đâu có để yên, mới không. Thì bà đăng lên cái bị người ta cự bà, cái bà sợ bà bôi liền. Nó bôi liền, nhưng mà biết bao nhiêu người nổi tiếng người ta đã thấy rồi, mấy không? Người ta đã chụp cái hình của cái câu bà đăng đó. Giờ người ta report lên cái đó. Giờ người ta lại, những cái người viết chuyện, viết nhà này nọ cho mấy cái web nữa, bây giờ người ta lại đăng ngược lên, người ta chỉ trích bà. Thì bà cũng hơi quê, mấy không? Bà bôi cái đó ra right quê. Nhưng mà rất là nhiều người không hiểu tại sao, thì người ta mới nói về cái lịch sử hai mẹ con người này là người ta cũng giống như người tị nạn đi tản cư như mình vậy thôi, đâu có gì đâu, đâu người ta đâu người phải cũng là phải, đâu phải là người American, bà là người South Africa, bà South African. Thì South African là rất là nhiều Mỹ trắng, mà cái thời mà bà với con bà lớn lên là cái nước đó vẫn còn kỳ thị giữa Mỹ trắng với Mỹ đen rất là tách rời. Thì sau này mới đây rồi mới từ từ mới bỏ thôi. Thì bà sống trong cái, mà bà là người đại khái Việt Nam mình gọi là đại gia rất là sang trọng, thì chứ mình không có hiểu rõ, nhưng mà những cái cách mà bà nói chuyện này nọ, bà có cái sự giống như là
là phân biệt giai cấp. Nãy mình có nói là bả người viết sách về đồ ăn, nấu đồ ăn sao cho tốt rồi vậy đó. Mà sách của bả là dịch cho nhiều thứ tiếng. Mà có một cái lạ là cái này nha, cái này mình nói thôi chứ mình chưa có tìm hiểu sâu nha. Người ta nói rất là lạ là cuốn sách của bả mà dịch cho tiếng Việt á bán rất là đắt. Vậy là nhiều người Việt Nam hâm mộ. Vậy là tại sao bả lại coi thường người Việt Nam mình? Thì bởi vậy mới rất là ngạc nhiên. Anh đọc anh cũng rất là ngạc nhiên, anh cũng thấy anh biết về bà, anh không có rành, anh tại vì phụ nữ làm model anh mà lớn tuổi anh cũng không có rành nữa, nhưng mà anh chỉ coi sơ sơ thôi thì anh rành thấy... người nhỏ tuổi thôi hả? Rành với đứa trẻ trẻ già chứ cũng còn sống nhưng mà mình thấy vậy, mình đọc cái đó mình thấy làm lạ phải không? Mà tại sao bà lại đi nhấn mạnh là anh này là người Mỹ gốc Việt, đâu có dính lo, không có dính líu gì tới cái việc làm của anh đó, dù cho anh đó đen trắng Ấn Độ Việt Nam Campuchia bất cứ cái gì, miễn sao mà anh viết cái bài rất là hay chỉ trích đúng, thì mà anh viết bài về technology này nọ thì đâu có ý nghĩa gì mà anh, mà trong cái đó anh là người đẻ ở Mỹ, sinh sống ở California, lớn lên bây giờ mấy chục tuổi luôn rồi mà làm việc cho hãng New York Times là cái hãng cái magazine rất là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn đó. Nhưng mà cái này chưa viết nữa mà bà đã nói rồi. Dạ không, thì cái anh này đang chuẩn bị đang chưa có biết viết cái gì, nhiều khi ta viết ta khen rồi sao? Không, anh này nổi tiếng là hơi viết hơi chỉ trích, em thấy không? Như cái loại bài anh viết á. Dạ. Không phải chỉ trích mà giống như hơi nhìn với một giống như nói thật quá. Dạ, nhìn với một con mắt nó khác người thường, không có nựng, không có gì á, phải không? Mà không phải viết về Elon Musk không, mà viết cho bất cứ ai. Ai mà nổi tiếng, giàu, mà CEO của hãng này, hãng nọ, là anh điều tra, anh nghiên cứu, rồi anh viết những cái bài về những cái người đó. Thì đại khái là câu chuyện mình muốn kể là tại sao cái mẹ của Elon Musk lại không thích người Việt mình. Không biết lý do. Nhưng mà nếu như vậy thì cái anh này có viết lại cái gì về bả chưa? Giống như là có phản hồi cái câu của bả viết chưa? Không. Mình hy vọng là anh Ryan Mack này sẽ đáp ứng cái câu nói của bà này coi như thế nào. Để thử coi anh trả lời như thế nào, có tế nhị hay không. Nhưng mà cái bà này bả sợ rồi, bả cũng đã giống như bả cũng biết lỗi cho nên bả đã xóa cái đó rồi. Bả biết là cái nói cái đó không hơi đụng chạm tí xíu. Thành ra bả đem xuống. Tại rất là nhiều người cự, tại anh người ta rất là thích anh này. Người ta binh anh này dữ lắm. Hồi sáng này mình tìm hiểu về vấn đề tiền bạc đó, mình đi ngang một cái bài mình thấy mới đầu thoáng qua mình thấy không có gì, mà mình đọc lại mình thấy rất là hay. Câu hỏi là không có thật nhưng mà có xảy ra, thì là có một người lớn tuổi, thì hai vợ chồng, ông chồng 60 mấy tuổi, bị bệnh một thời gian ngắn cái qua đời. Thành ra người ta không có suy nghĩ tới tiền bạc, lo lắng giấy tờ rồi này nọ vậy đó. Thì cái nhà băng á, nó đem nó freeze cái account của cặp vợ chồng này. Nhưng nó ngưng lại. Ngưng lại, không cho xài, đứng yên luôn, thỏng tiền ra, không tiền vô, nothing. Tại sao vậy? Nó nói là tại vì ông này chết, ngưng cái account lại, không cho ra vô. Thì cái người phụ nữ này á, bây giờ không có lấy tiền, không có access được cái tiền để lo đám tang cho chồng. Mà bây giờ phải đi qua probate, phải đi ra court probate mới được. Thì cái chuyện này á, là cái chuyện người ta đặt ra để cho người ta trả lời. Nhưng mà sự thật á, in real life, sự thật ngoài đời có xảy ra. Thì đây mình muốn nói á, là khi mà mình mở một cái checking account, cái này mình nghe rất là nhiều về nhà cửa, nhưng mà không ai nhắc tới về tiền bạc ở trong nhà băng. Nhưng mà cái tài khoản đó, account đó là của ông chồng với bà vợ vẫn đang đứng tên chung phải không? Tên chung. Hai người đứng tên chung. Thì anh nghĩ là ông chồng qua đời thì bà vợ tiếp tục xài đâu có sao. Đúng rồi. Nhưng mà có cái lắc léo, khi mà mở cái account đó có nói là cái account này là joint tenancy hay không? Trời, nó giống như với tờ nhà vậy hả? Cái đó mình rất là rành về tờ nhà phải không? Mình nhắc tới cái chuyện ở nhà cửa all the time. Thí dụ như người này chết, người kia được hưởng 100% và này nọ, mình nói rất là nhiều về nhà cửa. Nhưng mà lần đầu tiên anh nghe về nhà băng, nghe không? Anh với em cũng đứng tên cho nhà băng, nghe không? Nhưng mà quan trọng á, là nếu mà đứng tên cho nhà băng thì là mình phải có thêm những cái chuyện kia,
là thí dụ như đề là nếu người này chết, transfer on death, em nhớ mấy cái chuyện đó hả? Dạ. Yeah, cái đó thí dụ như đứng riêng thì transfer qua cái đó. Nhưng mà nếu mà hai người đứng chung, nhất là hai người đó không phải là vợ chồng, thí dụ như anh em hay là bà con hay là ai đó mà hùng với nhau cái checking account để cho xài cho nó dễ đó, thì là make sure coi cái nó phải là joint tenancy with survivorship. Có nghĩa là khi người này qua đời, thường thường mấy cái này bất thình lình không, mình không có thời gian để mình sửa soạn giấy tờ, thì lỡ người này qua đời thì cái người kia vẫn còn xài được cái account đó bình thường và không có bị ngừng bất cứ lúc nào. Còn nếu không thì là cái nhà băng nó không có biết chuyện gì xảy ra, mà cái người đó qua đời mà mình không có đưa cái giấy, cái như mình chần chờ cái giấy mà chứng minh là người đó qua đời á, thì là cái account nó sẽ bị freeze, bị đứng yên, không có tiền ra tiền vô, thành ra mình cần tiền mình rút ra không có được. Thành ra mình phải đi coi cái account của mình lúc mở ra có phải là joint tenancy hay không. Cái nghĩa của nó, joint tenancy á, là có nghĩa là hai người đứng tên, không có cần phải vợ chồng. Ví dụ như anh em hay là cô chú, bất cứ ai, đại khái cái này rất là quan trọng là cho cái hai người mà không dính líu với nhau á. Ví dụ như chỉ là partner thôi, như vậy đó. Hoặc là vợ chồng thì cũng vậy. Nhưng mà hay là hùng lại hay gì đó, thí dụ như đó. Thí dụ như hai người là cái business chung với nhau, hùng lại mở cái account, thí dụ như vậy đó. Cái đó là quan trọng hơn. Thì là khi mình mở joint tenancy with right of survivorship, thì là một trong hai người qua đời thì cái người kia tiếp tục xài bình thường, không có bị trục trặc gì hết. Nếu không có cái đó thì là cái account đó coi là giống như là người này chết, phải có bằng chứng là để lại cho người kia, nếu không phải ra tòa, phải đi qua probate, y như là giấy tờ mà nhà cửa vậy đó, phải đi ra tòa. Lý do là tại vì cái estate đó dính líu tới cái người mà qua đời. Wow. Thì thành ra rất là quan trọng nha. Mà hồi đó giờ anh chỉ biết về cái đó là biết về nhà cửa thôi, chứ đâu có biết về nhà băng. Nhưng mà nãy anh nói là ví dụ như hai người là partner hùng hạp với nhau, nhưng mà vợ chồng vẫn bị luôn phải không? Vợ chồng, cái hoàn cảnh này là vợ chồng bị luôn. Ồ. Yeah, rất là ngạc nhiên, tại vì người ta ghi là giống như anh hồi xưa, anh với em đi mở cái account thì mở cái account vậy thôi. Đâu biết mở loại gì đâu. Đâu có biết mở loại gì đâu. Pay on death á, thường thường á, là một người đứng. Dạ. Yeah. Rồi cái mình mới nói là khi tôi qua đời thì tôi nhường lại cho ai. Oh. Có người, còn cái này hai người đứng cùng lúc mà. Yeah. Tại cái của mình là anh với em cùng ký tên, ai ký cũng được hết. Yeah. Vậy em muốn ký check thì em tự ký, anh muốn tự ký. Đúng chứ rồi. Không phải em, cái này là o, phải không? Yeah. Có nghĩa là người này hay người nọ, chứ không phải em, có nghĩa là người này và người nọ. Cái đó cũng rất là quan trọng nha. Thí dụ như mà về business, về làm ăn, nhưng mà không có muốn ai gian lận ai này nọ đó, thì là cái check là phải and, có nghĩa là and, có nghĩa là hai người. Dạ. Yeah. Người đó ký và người và kia ký người kia. Thì cái check nó có hiệu nghiệm. Yeah. Còn nếu mà or, có nghĩa là người này hoặc người nọ, thì là một trong hai người ai ký cũng được hết. Oh. Thành ra rất là quan trọng khi mà làm những cái chuyện đó. Nhiều người cứ nghĩ người nào cũng được, nhưng mà nếu hai người tin nhau thì là người này hoặc người nọ không sao hết. Yeah. Nhưng mà nếu hai người không có tin thì là người này và người nọ, để có cái gì lúc nào mà có cái check là cũng biết, ai cũng biết á, tại vì người này ký xong người kia mới ký. Nhưng mà bây giờ là nếu mà vậy thì mình kiểm tra bằng cách nào? Mình đi tới, mình gọi nhà băng và mình hỏi là tôi có cái account mà có hai người đứng tên thì là đứng tên theo kiểu gì? Nếu mà không phải joint tenancy mà mình muốn thì mình xin đổi. Thì nó làm giấy tờ thôi. Không có gì khó hết. Nhà băng nào cũng làm được hết. Còn nếu như mà lỡ bị nó ngưng lại, nó freeze như vậy thì bao lâu là nó mở ra? Thì phải đi ra court probate rất là lâu. Tốn kém vậy? Tốn kém tiền luật sư nữa. Uh-huh. Yeah. Trong khi đó là cái mình cần tiền gấp, ví dụ như lo mồ mả đám tang rồi này nọ. Yeah. Trong cái hoàn cảnh này là bà này không, cái người phụ nữ này không có tiền. Không có tiền để lo cho chồng là tại vì nó đóng cứng ngắc. Cái hồ sơ không, cái tiền bạc không có ra vô gì được hết. Nó ngừng đó. Nó không lấy tiền của mình, nó chỉ có freeze đứng yên thôi, không cho xài thôi. Yeah. Để cái nó coi nó xem xét xong everything ok rồi nó open again. Oh.
nhưng mà tốn thời gian, trong cái thời gian đó mình bị interrupt, mình bị ngừng, mình tiền mình không có tiền bạc ra vô để trả bill thế này trả nọ nếu mà mình không có cái account nào khác. Nên nó rất là bực mình, em biết không? Yeah. Tại vì tiền bạc của mình ra vô thường thường ra vô trong đúng cái rồi, ngay đó. Lúc đám đó ngay cái lúc mình buồn nữa. Bị vậy. Nhưng mà cái này có thể xảy ra nhưng mà hiếm phải không, chứ không phải là ai cũng xảy có, ra chứ. Có, nhưng có thể xảy ra thì người ta mới đưa lên để cho người ta dạy mình cái cách mình sửa nó. Một cái nữa mình muốn nhắc cho cô chú anh chị là khi mà hai vợ chồng mà một trong hai người qua đời bất thình lình á, thì khi mà có được cái giấy Certificate of Death, có nghĩa là giấy chứng minh cái người đó qua đời á, thì mình nên, thường thường người ta đưa cho mình một cái copy thôi. Nhưng mà một cái copy không có đủ, tại vì nhiều khi mình lấy đó mình đi photocopy ra thì có nhiều chỗ nó không có nhận. Thì nó muốn cái original, giống như cái mỗi lần này, yeah, giống như mỗi lần mà mình đi đâu mà mình cần cái giấy citizenship là phải đưa cái thiệt cho nó coi xong rồi trả lại. Thí dụ vậy đó. Thì là người ta kêu mình nên request, nên nếu mà cần phải trả tiền thêm bao nhiêu tiền một cái đó thì mình phải trả tiền để mình được như 3-4 cái. Tại vì nhiều khi nhiều cái chỗ nó cần cái original mình phải gửi tới cho nó, rồi nó mới công nhận là cái người đó qua đời. Rồi những cái gì người đó, thí dụ như transfer on death hay gì đó, thì nó mới transfer qua cho mình những cái tài sản gì tài sản gì đó. Thì mình nói sơ thì mình nghĩ ô người có cái nhà băng, cứ nhiều người khác nữa thì người ta có đầu tư, thí dụ như investment hay là trong tiền về hưu 401k này nọ đồ. Ôi còn phải gửi vô, nếu mà dính líu tới SSA cũng phải cần nữa. Cũng phải gửi cái death certificate nữa. Đại khái là những cái chỗ nào mà dính líu tới tiền bạc mà có tên đổi qua cho người khác thì là người ta cần cái giấy đó. Thì mình nếu mà mình có để mình gửi đi liền thì nó process rất là nhanh. Còn nếu không là bị chần chờ nhiều khi rất là chậm. Thế nên mình không có muốn bị chần chờ, mình không có muốn tiền bạc của mình bị dừng hay là trong cái thời gian mình buồn, bị khó khăn đồ này nọ đó, thì là mình nên chuẩn bị mấy cái đó sẵn. Cái bài đó cũng có nói thêm về những chuyện khác nữa. Đại khái là người ta nhắc á, là vấn đề mà estate planning, có nghĩa là những của cải của cái người đó để lại á, thường thường nó không có giản dị. Thành ra nếu mà muốn biết chắc chắn á, thì nên tham khảo với luật sư mà chuyên môn về gọi là estate planning. Yeah. Thì người ta sẽ dạy cho mình cách làm cái gì đó. Thường thường những chuyện đó rất là tốn tiền, thành ra những người trung bình, bình dân như mình thì thường thường ít có ai làm. Có một cô hỏi về cái safety box ở trong nhà băng ấy, để sẵn đây mình trả lời cho cô nghe. Là nếu mà mình có cái safety deposit box ấy, ở trong nhà băng ấy, rồi cái người đó qua đời thì chuyện gì xảy ra với cái hộp đó? Thì cái này nó cũng hơi lắc léo. Thì thứ nhất là cái safety box nó không có cái cách để cho mình là ký cái giấy gọi là transfer upon death. Có nghĩa là người này qua đời thì cái box này nhường lại cho ai. Thì cái safety box nó không có cái giấy, không có cái kiểu đó. No such thing. Yeah, không có làm được cái đó. Thì người ta nói tốt nhất là nên có một người mình tin tưởng. Mình làm là co-owner. Tất nhiên là phụ làm chủ, mình là chủ chính, người đó chủ phụ. Thì cái đó là dễ nhất mà nhanh nhẹn nhất. Nếu mà người đó người chính qua đời thì cái người kia chỉ cần chìa khóa vô nói tôi là co-owner, tại có giấy tờ sẵn rồi. Thì mình đưa giấy tờ ID của mình là ai, mình có chìa khóa thì mình vô mình mở được cái box đó, mình lấy không sao hết. Còn nếu không nữa đó, thì là cái này hơi lộn xộn hơn. Thì nếu mà ai đã có cái living trust rồi á, thì là nếu mà chưa làm thì là cộng vô nói là tôi có cái safety box, nếu mà tôi tên đó vậy đó qua đời thì là cái safety box này sẽ thuộc về ai, bỏ vô cái living trust. Thì sau này cái người đó qua đời mình có cái giấy mà chứng minh cái người đó qua đời, rồi mình cầm cái giấy đó với lại cái living trust, cái document á, là mình có thể đi vô nhà băng, mình trở thành người chủ của cái safety box đó, rồi mình được quyền mở mà không có cần tốn thời gian. Có một cái thí dụ giống như là một người nào đó có gia đình, có con, nhưng mà người ta không có tin tưởng ai hết, rồi người ta là mở cái safety box có một mình thôi, thì là người ta nếu mà như vậy á, mà khi mà người ta qua đời á, cũng không có để lại cái di chúc
hay là không có cái living trust, không có cái gì hết, thì là những cái người mà còn sống muốn vô mở cái safety box đó thì phải làm sao? Thì những cái này thì là nó rất rất là hơi khó khăn so với bình thường, là tại vì cái người mà lúc mà còn sống không có để tên ai trên cái di chúc, không có để gì hết, thì là cuối cùng thì bắt buộc phải ra tòa, phải ra probate, estate probate court, rồi làm giấy tờ xong xuôi hết rồi có bằng chứng minh là người đó qua đời. Thì những cái người còn sống sót lại á, thí dụ như hai vợ chồng đi, thì người chồng qua đời thì người vợ, hay là nếu mà người đó có độc thân mà có đứa con, thì là người đó, người cha hay người mẹ gì đó qua đời, thì là đứa con sẽ là thừa hưởng những cái của cải đó. Nhưng mà trước khi muốn được lấy vô cái safety box đó thì là phải đi ra tòa, rồi tòa phải có bằng giấy tờ chứng minh đầy đủ hết, rồi mới cầm cái đó rồi mới đi ra nhà băng, rồi mới được vô mở ra. Thì cái đó nó rất là lộn xộn. Thì nếu mà mình lúc mình còn sống mà mình có những cái gì quan trọng mà mình bỏ trong đó đó, tốt nhất là mình phải suy nghĩ coi ai là người sẽ thừa hưởng cái đó, ai là mình muốn được có control để mở cái box đó ra. Thì mình nên, nếu mà mình có cái living trust được thì bỏ vô, còn nếu mà mình có không có cái living trust mà có cái di chúc đó, thì mình để tên ở trong đó, để cho cái chuyện những cái người mà sống sót đó, còn lại đó, muốn vô cái đó thì nó dễ hơn, chứ nếu không là phải đi qua rất là nhiều thời gian rồi mới được mở cái safety box đó ra. Mình muốn nói cái này để mình nhắc cô chú anh chị mà ai chạy những cái xe mà đời mới đó, thì mình cũng nên cẩn thận, mình phải tìm hiểu sâu thêm về chiếc xe của mình nha. Thì có một chiếc xe Tesla Model Y, chuyện này rất là buồn xảy ra ở Toronto, Canada, là chiếc xe Model Y là chiếc SUV ấy, chứ không phải chiếc xe thường. Thì chiếc xe Tesla này, xe điện, chạy rồi đụng vô một cái cột, rồi bị quay, rồi đụng vô mấy cái cột khác mà giống như cái cột mà xi măng bự trên freeway á, rồi nó bị nát cái đầu máy xe. Thì lúc cái xe ngừng lại là cái đầu máy xe bắt đầu bốc lửa cháy. Thì điện đồ trong xe này, xe điện mà, trong đồ điện rồi trong xe hư hết. Trong xe có 5 người, 4 người bị chết về bị khói với lại bị cháy. Rất rất là buồn. Chỉ có một người được sống, lý do là người ở ngoài á thấy cái xe nó tai nạn như vậy, người ta đập bể kính, léo kéo cái người đó ra. Thì có người đó ra là còn sống thôi mà bị thương nặng. Mấy người kia ra không được hả? Không ra được, không mở cửa được. Nhất là cửa sau nó như điện nó hư vậy hả? Thì điện hư rồi, xe bốc lửa rồi. Yeah. Bốc lửa là em chỉ còn có bao nhiêu giây thôi, tại vì nếu mà em không chạy kịp là em sợ nó nổ nữa. Yeah. Thành ra cái người đó chỉ có cái người ở ngoài á, cũng hên là có một người ở ngoài đập bể kính, cứu được một người, kéo được cái người đó ra. Thì cái người đó ok, còn sống, thì bị thương này nọ, còn bốn người kia là không có ra kịp. Mà bởi vậy kỳ trước mình có nhắc á, là lỡ có chuyện gì là mình phải đập kính, đập đồ á. Đúng rồi. Thì những cái xe, cái này mình nhắc cho những cái người mà ai mà chạy cái xe mà đời mới mà có những cái nút mà bấm điện kiểu đó đó, là nên mua, anh nghĩ là ít nhất cũng phải là bốn cái búa, bốn cái đồ đập á, để trong xe sẵn hả? Bốn cái chứ không phải mua anh nha. Wow. Bốn cái chỗ đâu để, nhỏ xíu à, nhiều cái có chút xíu như đây thôi à. Yeah. Tại có cái đầu nhọn, chỉ cần cái đầu nhọn nó mới bể, em biết không? Yeah. Tại sao bốn cái em biết không? Không, tài xế một cái bốn người, bốn người chỗ. Minimum là bốn người bốn cái, tại vì bốn cái pocket, em biết không? Nhưng mà cái này lúc này đó là tại sao người ta nhấn nút menu mà cũng không ra luôn hả? Người ta nhấn nút menu hay không mình không có biết, tại người ta lúc đó bị tai nạn, người ta bị thương rồi. Người ta đâu có đủ sức. Bây giờ mà kêu anh đi, giờ mà kêu anh ngồi thoải mái ha, kêu anh mở cái menu đó, anh chưa chắc anh mở được trong vòng một phút. Vậy hả? Khó lắm. Anh không có biết, anh chưa có thử bao giờ, em biết không? Như hôm bữa anh thấy mà anh đâu có thử đâu. Anh chỉ thấy là anh biết là cái nút này là nút mở cửa bình thường. Em bấm vô cái em đẩy cái cửa nó mở ra. Nhưng mà trước cái đó nó có một cái mũi tên quẹo vậy nè. Dạ. Nó chỉ cho em là nếu mà cần manual thì phải mở bằng cái đó đó. Mà em nghĩ cái người tai nạn là cái xe nó quay quay, nó đụng cái rầm, đầu óc em minh mẫn tới cỡ nào mà em mở được. Nếu mà em hên thì em có cái búa, có thể em ráng em đập ra được.
Nhưng mà nếu mà biết manual mà có tập rồi trước thì có thể phải ta có làm practice được. Này nọ. Còn mấy người này không có tập. Ơi. Mà nếu mà có cái búa đó thì là em chỉ cần em quơ nó thôi, em biết không? Hay là giống như đang bị giống như chóng mặt, nằm yên như ngất rồi nhiều khi vậy rồi không có với lại là nhiều khi chưa chắc là seat belt rồi này nọ nó văng bị siết rồi tùm lum đủ thứ chuyện ấy, em biết không? Dạ. Mình đâu có thoải mái, thành ra mấy cái này mình thấy rất là quan trọng, mà mình thấy nó lãng xẹt rồi, rất là nhiều người phê bình nói tại sao mà đi technology mới quá rồi bây giờ nó thành, hồi đó giờ mấy chục cả trăm năm nay mở cửa bằng cái kiểu có cái bình thường đó, phải không? Tại sao không làm mà bây giờ phải chế ra, tại cái kia nếu không điện không gì em chỉ cần bật cái ấy là nó mở ra, phải không? Em chỉ cần bật cái chốt giống như là cái kia là đã theo thói quen hồi xưa giờ ta nhớ trong đầu lúc mà đang nguy hiểm, còn cái này là nhiều khi gấp quá hay gì cái tự nhiên mình không nhớ chỗ nào luôn, nhiều khi vậy á. Giống như kỳ trước á, xe có chiếc xe Corvette, cái ông đó ông già thì là già bảy mấy tuổi, ông mua chiếc xe Corvette, ông đậu trong gara rồi ông vô trong gara ông ngồi ông chơi, ông ngồi ông tìm hiểu những cái xe của ông brand new mới mua, xong mà lúc mà ông vô ông ngồi là cái kính không có quay lên gì hết trơn, kính mít nè, rồi ông đóng cửa ông vô ông ngồi ông chơi hồi nữa hết pin, cũng xem tin cũng bấm bằng điện luôn, đó cuộc ông chết luôn. Tại vì ông không có ra được. Không ra được mà không có gọi điện thoại ai được hết trơn luôn. Mà biết gì không? Nằm ở dưới chỗ cái bên hông của cái ghế có cái chỗ emergency để giật ra, mà ông không có đọc cái manual. Mà cái cửa lúc đó là cũng điện kiểu y chang như cái xe Tesla, y chang như cái xe Lexus mới vậy nè. Rồi rốt cuộc ông nằm ông ở trong đó 3-4 tiếng đồng hồ rồi ông hết thở được rồi ông qua đời luôn. Đó là true story, sự thật đó. Thành ra những cái xe mà mới á, nên đọc cái ít, nếu mà không cần đọc manual gì ít nhất phải đọc những cái chuyện mà quan trọng, ví dụ như pin, lỡ cần chặt pin thì chặt ở đâu, cái nhiều cái xe để mà giấu cái cục pin, mấy ông nó giấu để cho nó cái xe nó cân bằng, nó giấu cục pin rất là xa, nhưng mà cái chỗ cấm mà để đề máy này nọ là somewhere else, chỗ khác, thế nên mình phải tìm hiểu những cái chuyện đó, ví dụ vậy đó, giống như cái vấn đề mà cái cửa mà cái ổ khóa mà mở bằng manual mở làm sao, ví dụ như em có biết hồi xưa là có nhiều người bị bỏ nhét cái cốp á, đóng cái rầm cái nghẹt trong đó đó. Em có biết là bây giờ trong cái cốp nó có một cái dây để em giật ra không vậy? Anh chị cho mình tự mở đó, phải không? Để cho không bị bắt cóc. Ở trong đó tối thùi rồi, nhưng mà nó có một cái móc thường thường to vậy nè, nắm được vậy nè, phải không? Thường thường nó màu cam vậy hả? Rị đó là cấp nó mở lên. Thành ra bây giờ xe mới không có ai nhốt ai được trong đó. Vậy hả? Xe đâu cũ biết đâu, bữa nào đó, cho biết. Để biết xe để... SUV thì không có cốp, nhưng mà xe bốn cửa mà xe thường có cái cốp, biết không? Cái cốp đó hồi xưa là có người bị này nọ đó. Người ta bị nhốt ở trong đó, hay là đứa con nít nó vô nó phá hay gì nó ra không được, rồi nó kêu mà không ai nghe, thì người ta mới chế ra cái emergency là giật cái đó, là cái cửa nó bung lên. Cái đó phải cần chứ. Còn người ta nói nếu mà kẹt nữa đó là tại vì dở cái panel ra, cái miếng mà nó che đẹp á, cái gốc á là cái gì, là hai cái là đèn thắng á, dở cái đó ra kéo giật cái nó xúc ra, không ốc nhích gì hết trơn á, giật cái đó là nó xúc ra, tại để cho mình thay bóng đèn được á, biết không? Ta biết gì không? Lấy chân đạp bể cái đèn ra luôn, để bể cái bóng đèn cho nó xúc cái bóng, xúc nguyên cái đèn thắng ra luôn, để cho em lú đầu ra em thở, cho em không có ngộp thở, hay là thò cái tay ra quậy gì nè, phải không? Chuyện đó là true story, cũng có nữa, có người bị bắt cóc nhốt trong cái cớp, có người đó thông minh, người ta kiếm được cái tục nhích gì trong đó, người ta nảy cái đó ra, người ta mở, mà xe này xe cũ không có cái đồ giật cái đó, và người ta dặn con ốc ngược ở trong đó, người ta mở cái đèn nó xúc ra, cái người ta thò cái tay ra nó quậy gì nè. Rồi cái cảnh sát thấy là cái xe đó sao không có đèn. Tại vì cảnh sát á, xe mà em bị bể đèn, nhất là đèn đít á, nhất là bị đẹp bể hay mất tiêu luôn á, là nó thổi em. Nó thổi em lý do là tại nó muốn phạt em là không có an toàn. Nhưng mà nhờ như vậy cái người đó mới được cứu, em biết không? Thành ra những cái chuyện giống như nhỏ nhỏ vậy mà mình tưởng tượng mình không chú ý tới. Đúng rồi, chưa có xảy ra. Còn sẵn đây mình nhắc luôn là có người nói, ô, đập kiến rất là dễ, sau lưng cái ghế có cái đồ giữa đầu á, rút ra có hai cái cây sắt vậy nè, phải không, để lên để xuống để cho chỉnh cái đầu á,
Thì nếu mà trong lúc mà cấp cứu mình có thể rút cái gối đó ra, thì có hai cái cây sắt đó mình có thể đập bể kiến. Cái đó nói thì rất là hay, mà thí nghiệm sự thật áp dụng ngoài đời thì là cái như là phần đông là không được. Tại nó yếu quá phải không? Thứ nhất là cái đó nó rất là nhẹ, ừ, mà nó không có nhọn quắt, nó chỉ có tròn tròn, cái cây sắt nó tròn tròn thôi. Yeah. Mà nó yếu. Rồi có người đi mấy cái xe vô mấy cái chỗ chân do xe cũ á, người ta vô người ta lấy cái đó, người ta thí nghiệm, người ta quay phim cho mình coi. Người ta người là bự con lớn nha, ngồi trong xe, rút cái đó ra rồi đập tùm lum hết, mười mấy cái luôn, không bể nổi. Kiến nó dày quá hả? Không phải, cái loại kiến đó, cái đó nó không có đủ sức. Oh. Còn cái đồ mà mình mua cái búa hay là cái đồ mà người ta design, giống như người ta cấu trúc cho nó cái kiểu đó đó. Yeah. Là nó có một cái mũi nhọn, tại vì em cần một cái mũi nhọn trong cái góc á. Thí dụ như cái kiến xe nó xéo xéo vậy nè. Yeah. Mình làm cái chính giữa vậy là không được, phải làm cái góc á. Oh. Cái góc của mấy cái ba bốn cái góc á. Yeah. Cái nó đúng trúng chỗ nó là nó bể. Mà phải chú ý nữa là nếu mà cái xe mà có đi tin cái kiến mà màu đen đen để cho che nắng rồi đó. Yeah. Nó còn khó bể hơn nữa, tại vì có một lớp phim mới dán lên cái đó rồi. Mm. Một khi nó bể là nó mà kiến trong xe á, là nó gọi là safety glass, có nghĩa là nó bể là nó dùng như nó rớt cho nhỏ đó ha. Thì cái đó nó không có mình không có bị cắt đứt mạnh, có gì bị trầy bị đồ thôi phải không? Dạ. Đó thì nếu mà cái xe mình mà có dán cái miếng đó thì là khi mà mình làm vậy thì nó nứt nhưng mà nó vẫn còn dính, là mình lấy cái chỏ mình vọng vậy là nó rớt nguyên miếng ra luôn. Dạ. Nha, chứ không là nó vẫn còn dính y chang vậy, mà cái miếng đó nhiều khi nó cũng rất là chắc nha, tại cái phim đó, nó có hai lớp. Phải tập tạ mới được. À, không cần tập tạ nhưng mà giống như là phải rất là mạnh phải không? Dạ. Thành ra những cái chuyện an toàn này mình thấy rất là quan trọng. Để dưới video này cái link mình để cái búa đó cho quý anh chị xem, hoặc là ai không biết thì thét cho mi gửi cho cái link cũng được. Nhưng mà cái búa để trong xe anh, rồi mình có chỗ để hay chạy tới chạy lui nó tùm lum á? Cái đó nó có cái đồ như tùy theo em mua cái món đồ gì, nó có cái chỗ cho em gắn nữa. Vậy hả? Yeah. Ờ, nếu mà có chỗ gắn đâu thì nó vững á, mình nó không có chạy lúc đó lỡ xe có chuyện gì á, khi nó chạy tùm lum. Như khi nó có cái đồ gắn cái velcro nó như này mấy em có gì giật ra rất là dễ. Đúng rồi. Mà mình đúng lực mình để ngồi trong xe được mà. Cái phải đó không? Đúng lực không có. Nó có chỗ cắt cái beo nữa đó phải không? Cắt có, cái dây. Có loại hai đầu. Bell. Dạ. Một đầu là để đập cái kiến, còn một đầu là để cắt cái dây safety belt. Dạ. Tại thường thường sometime lỡ tai nạn như vậy á, cái dây đó rất là chắc nha. Cái dây đó rất là chắc. Bình thường mình với lại thường thường dao mà ví dụ như người emergency á, ta đâu có muốn thọc con dao mà mũi nhọn hay gì trong đó đâu. Thành ra con dao của mấy người đó là kéo á, là lúc nào cái đầu cũng đầu tròn không à. Còn chú anh chị có thấy mấy cái kéo mà trong nhà thương cái đầu tròn không? Lý do là nó muốn đâm, không có muốn đâm. Thọc tay, thọc vô mấy cái vết thương đâu có muốn đâm ai đâu phải không? Thành ra cái đầu nó tròn. Thì cái đồ mà kéo, cái đồ mà để cắt dây beo á, là cái lưỡi không có lú ra. Nó mình móc nó vô mình giật vậy nè, là cái lưỡi nằm ở trong rất là bén, như dao lam vậy nè, rất là bén. Giật một cái là cái xích beo đó đứt liền. Trong cái đó cái dây xích beo đó bình thường đó, mình kéo cả 500-700 pounds không có nhầm nhòi gì hết đó. Nhưng mà cắt xéo là đứt liền. Thôi đến đây mình xin tạm dừng cái video này nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị thích với cái video này thì bấm share cho mọi người cùng học hỏi chung với nhau. Nếu mà có những cái kinh nghiệm đời dính líu tới an toàn này nọ thì cô chú anh chị bỏ vô cái phần comment để mình học hỏi chung với nhau nha. Thank you, bye bye. Xin chào tạm biệt. Bye bye.